Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với phần làm phim hoạt hình với phần mềm Custom Animator. Cartoon Animator là một phần mềm giúp các bạn làm phim hoạt hình rất nhanh chóng và cũng không kém phần mượt mà với các nhân vật. Đối với phần mềm này thì các bạn phải đòi hỏi một cái máy tính có cấu hình tốt như máy workstation chip Xeon hoặc là Core i7 thế hệ đời thứ tư trở lên, Core i9 thì càng tốt. Các bạn sử dụng máy và càng màn hình thì khoảng 4GB trở lên và RAM là 16. Thế ở đây thì mình sử dụng với một cái máy tính bình thường Core i7 thế hệ cũ và RAM 16, cộng màn hình nó 1GB thôi, cho nên là nó chạy hơi chậm. Thì trong quá trình dạy thì các bạn thông cảm. Chúng ta mở phần mềm này lên. Phần mềm này thì nó vẫn chính là bản nâng cấp của phần mềm CreaTalk Animator. Đây là Custom Animator. Các bạn chú ý cho mình, đây là phần menu chính, được bố trí là bên tay phải. Đó. Công cụ là bên tay trái. Thì đối với phần mềm này thì các bạn nó làm việc theo cơ chế là kết nối với Photoshop hoặc Illustrator hoặc là một phần mềm vẽ nào đó để các bạn có thể vẽ hình một cách nhanh chóng. Và khi nó liên kết đấy thì nó sẽ giữ lại cái file đang làm việc và hai phần mềm làm việc song song với nhau. Nó khác với phần mềm Toboom. Toboom Harmony thì nó làm việc theo cơ chế khác. Còn cái này theo cơ chế khác. Thì đây là giao diện của phần State Mode là để chúng ta vẽ hình. Để chúng ta vẽ hình trong phần này. Phần tiếp theo là tôi giới thiệu các bạn là phần timeline. Chúng ta chọn đây thì chúng ta nhìn thấy là timeline là thanh thời gian đấy, hành động theo thời gian để chúng ta có thể thao tác trên thanh timeline này. Đó, hiện nay thì nó chưa có gì. Còn đây là cái phần zoom của camera. Đấy, các bạn nhớ nhé, đây là camera quay. Đây là phần trượt, phần lưới, cảnh, vân vân. Còn phần đây là phần 3D để chúng ta nhìn theo chiều 3D để ta phân phối theo đối tượng nào trước, đối tượng nào sau. Đấy. Thì nó là như vậy. Các bạn quay trở về đây thì các bạn ấn vào đây. Còn trên đây thì menu chính của chúng ta gồm có file đóng mở, mở một cái object mới, tạo một một cái nhân vật mới vân vân, tạo media môi trường như prop, scene, cảnh vật và background thì chúng ta chọn đây. Rồi chúng ta chọn phần năng Photoshop Editor thì chúng ta chọn đây. Đấy, chúng ta chọn chỗ này. Các bạn tham chiếu, các bạn đặt cho tôi phần phần tham chiếu nhé, thì các bạn chọn Edit, các bạn chọn Preferences. Đấy, chúng ta chọn đây, chúng ta chọn là Display, chúng ta chọn gender. Đấy, chúng ta gender cũng hơi to đúng không? Chúng ta có thể chọn như là gender qualification, các bạn chọn middle hoặc là high hoặc low thì các bạn chọn gender. Nếu mà các bạn muốn cho vector nó nét thì các bạn chọn này. Đấy là phần 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 phim. Đây, còn cái này thì các bạn chọn một cái thư mục để chúng ta đưa ra phần ngoài, thì chúng ta tạo ra một thư mục chúng ta để ổ D. Tôi chọn ổ D và tôi chọn phim hoạt hình. Tôi chọn là select đây. Rồi interface các bạn chọn ở đây, các bạn chọn một cái font to, tức là một cái các phông chữ nó to hơn. Các bạn chọn là motion thì các bạn chọn click OK. Đấy. Và khi nó khởi động lại thì ta thấy là khi khởi động lại nó bắt đầu to ra.
tôi sử dụng hai phần mềm Toon Boom và Clay Talk Animator, thì ở đây nó đổi tên là Cartoon Animator 4, bản 4 cho các bạn. Các bạn sử dụng rất là ngon. Nên tôi sẽ hướng dẫn cơ chế làm việc của nó. Thực ra thì nó không phải là khó cái gì cả, chỉ là chúng ta chưa quen thì nó sẽ trở thành chưa quen thôi. No thank you nhé, các bạn chẳng chú ý cho tôi. Thế bây giờ chúng ta muốn đầu tiên tôi dạy các bạn là làm nhân vật trước, sau đó chúng ta sẽ làm nền sau. Đấy. Thì đây là cái bộ, tất cả những cái gì trong đây là template ở cái bản cơ bản. Sau đó thì các bạn sẽ phải sử dụng những cái phần các bạn chọn vào. Các bạn sẽ lấy vào, đấy, ví dụ đây nó cho sẵn cho chúng ta rất nhiều thứ trong phần post là cái phần con rối. Thì cái phần này thì chúng ta phải tự sửa, tự tự làm. Nó không có chuyển động cho nó, nhưng mà phần actor này đây mới phần là chuyển động. Các bạn chú ý nhá, G2 là của bản thứ hai, vân vân, thì những cái này là thuộc về bản thứ hai, nó kế thừa. Còn G3 là cái phần nhân vật mà của phần nhân vật của các bạn ở trong bản thứ ba, thì các bạn có thể lấy nó cho chúng ta một cách gọi là miễn phí. Còn nếu mà phần mềm này các bạn mà mua bản quyền thì nó sẽ cung cấp online cho các bạn rất nhiều nhân vật khác nhau, đấy, các bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng hơn. Đối với mỗi phần mềm nó có một cái hay riêng. Bây giờ chúng ta vào phần đây là character, các bạn vào body, vào phần human, các bạn chọn G3. G2 là của bản cũ nhé, G3 thì các bạn chọn đây. Đấy, thì các bạn nhìn thấy là có rất nhiều nhân vật người. Có rất nhiều nhân vật người thì các bạn có thể chọn sửa vân vân. Ví dụ ở đây tôi chọn một vân nhân vật người, hoặc là một nhân vật con rối chẳng hạn, con một con ma chẳng hạn đây. Chúng ta nhấp đôi vào con ma hiện ra giữa khung màn hình. Đây là con ma ở giữa khung màn hình. Đấy. Thì sau đó thì các bạn vào phần animation, tức là actor là nhân vật nhé, animation là của các bạn, nghĩa là phần chuyển động. Các bạn chọn motion, các bạn chọn human là về con người. Các bạn có thể chọn đằng trước đây, các bạn thả vào đây. Đấy. Đấy, thì con ma nó sẽ uốn éo cho các bạn với một cái thời gian timeline trên đây. Các bạn nhìn nhé, khi mà chúng ta bật timeline ra. Đấy. Thì lúc này con ma của chúng ta là ghim ở đây. Nó đã chạy đến phần này. Chúng ta chọn là motion. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là cái đường line motion nó chạy đến đây. Đấy, con ma nó chạy từ đây đến đây. Đấy, các bạn nhìn nhé. Các bạn không cần phải zigging cho nó không giống như phần mềm TomBomb, các bạn phải zigging. Zigging là chúng ta làm xương rồi vân vân cho nó. Thì ở đây chúng ta chọn, chúng ta thấy là phần transform motion của nó chạy đến đây. Đấy. Đấy. Rồi. Đấy là phần rồi tiếp tục các bạn lại cho một hành động nữa. Các bạn muốn cái đường timeline này nó sẽ nhảy hay là nó làm gì đó, các bạn lại tóm vào đây. Đến đây rồi, đến đây rồi các bạn. Thả vào đây. Đấy. Thì nó lại tiếp tục từ đoạn này cho đến đoạn này. Đấy, con ma lúc này nó đã quay từ đoạn này đến đoạn này. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đó. Rồi. Đấy là cái mà các bạn có thể cho nó vào. Rồi, hành động nữa, ví dụ như hành động nó có thể đứng hoặc nó có thể talk.
nó nói chuyện thì dùng cái này. Đó. Thấy đang nói chuyện đúng không? Đấy là cảnh mà nói chuyện nó dừng đến đây, nghĩa là nó đã chạy một cái đường thời gian là đến khung hình thứ 260 năm. Đấy. Thì các bạn thấy là nó rất hay. Rồi sau đó thì chúng ta còn có những cái như là opacity, link visible, rồi ẩn hiện nó đi, khuôn mặt vân vân thì chúng ta sẽ bàn sau. Còn bây giờ tôi vừa nói ví dụ là nhân vật và hoạt động của nó như vậy. Nhân vật và hoạt động của nó như vậy. Đấy, các bạn nhìn thấy nhé. Đấy, ta đưa về số 0, à, ta đưa về đầu. Ta sẽ chạy. Đấy. Ok chưa? Rồi ok nhé, ngon. Rất là ngon đúng không các bạn? Rồi phần tiếp theo là tôi muốn nó trở về. Nó chạy đến đây rồi. Chạy đến đâu thì tùy các bạn. Chạy nhiều chạy ít cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái phần chỉnh sửa nhân vật. Chúng ta chọn New Project. Chúng ta chọn không cất không không như cái này. Bây giờ chúng ta mở cái mới. Bây giờ chúng ta vào Actor. Rồi Actor ở đây chúng ta sẽ tạo một cái con animation hoặc con chó, con két vân vân. Đấy. À, ta thử làm con Kitty nhé. Đây, đây là một con mèo. Cái con mèo này ta thả hành động vào animation nó cũng sẽ chạy như vậy. Đấy, ví dụ như là chúng ta chọn vào con mèo. Chọn khác. À, các bạn nhìn nhá. Đó. Rồi. Tiếp tục. Đó, rồi có thể đứng. Rồi nó có thể ngồi. Vân vân. Rồi có thể nhiều động tác khác nhau, mô hành động là nó chuyển động nó đi này. Đấy, các bạn gán hành động vào không phải làm việc nó nữa. Đấy, nó đi quá. Thì những cái hành động này là những hành động đi của con mèo. Các bạn chạy thì các bạn nhìn thấy cái. Rồi nó đứng vân vân. Bây giờ ta sẽ làm việc với cái con mèo này như thế nào. Rồi xong ok rồi bây giờ ta dừng lại nhá. Tôi dừng lại. Các bạn vào cái nút này cho tôi Create Character. Đấy, các bạn vào đây. Xin lỗi. Các bạn trở về chọn vào đây, các bạn chọn cái nút này Composer. Đó. Thì các bạn ấn như là không hỏi lần nữa Composer nhá. Rồi đây là phần một con mèo có đầy đủ xương. Các bạn chọn cho tôi cái nút bên dưới, nút trên là nhập Photoshop, nút dưới là xuất Photoshop để ta sửa bên Photoshop. Thì hai phần mềm này nó liên kết với nhau, ta chọn ấn nút này. Thì chúng ta thấy là hình ảnh và thân được đi cùng, còn dưới là tách đầu và thân khác nhau. Thì chúng ta chọn là nút đầu thì chúng ta lấy cả. Ở đây con mèo bên này thì nếu mà hết cỡ thì nó cho chúng ta tỷ lệ là 1:1. Bây giờ chúng ta cho thụt nó xuống 0,5.
hoặc 0,4 để chúng ta thấy hình ảnh nó nhẹ hơn. Sau đó các bạn khởi động Photoshop, ấn vào nút này. Ok. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn Photoshop, chọn phần mềm Photoshop để nó hiện ra nhân vật nó chạy luôn. Chúng ta chọn ở đây, chúng ta chọn profile, tôi xem Photoshop nằm ở đâu. À, Photoshop cũng nằm đây. Tôi đây là cái bản cũ, tôi chọn vào Photoshop đây, chọn Photoshop CS2. Và bắt đầu nó khởi động lên Photoshop cho các bạn có thể chỉnh sửa màu sắc. Rồi, bây giờ các bạn nhìn thấy là đây là một con mèo của chúng ta đã được hiện ra. Đây, con mèo của chúng ta được hiện ra trong đây. Đấy, thì bây giờ ở đây có mấy lớp ở đây chúng ta nhìn thấy. Chúng ta sẽ sửa nó nhé. Trời hơi nóng. Chúng ta sửa ở đây thì chúng ta sẽ sửa con mèo như thế nào. Đấy, các bạn nhìn thấy một cái máy tính chậm như máy tính của tôi thì rất là khó, là tôi cũng chưa có điều kiện để mua một cái máy tính mới. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sửa này. Chúng ta nhìn ở đây nhé, có tất cả bộ phận như là chân trái, chân phải, foot, rồi nét up-sync là cái đầu nghĩ, rồi hip là cái lườn, tail là cái đuôi. Đấy, các bạn chọn ở đây. Bây giờ các bạn nhìn ở phần đuôi này, các bạn giữ Ctrl và ấn vào. Đó, thì cái đuôi này lúc này như này. Bây giờ tôi muốn đổi một cái đuôi màu xanh. Đổi một cái đuôi màu xanh. Chứ rồi nó bảo là wait for chương trình cho nó từ. Đấy. Bạn chờ một tí. Đó. Tôi sẽ chọn cho nó một cái đuôi khác. Chọn đuôi này. Chọn đuôi này. Đấy, và bây giờ tôi tô đuôi với lại một cái màu xanh. Đấy, các bạn nhìn đuôi đây. Xanh foreground. Rồi. Bây giờ ta sẽ xem cái hip của nó nhé. Đây, bây giờ các bạn tô này với một cái máy tính ngon, các bạn tô rất là ngon. Photoshop của tôi là nó hơi chậm, bật hai chương trình. Đuôi màu xanh rồi, bây giờ tôi chọn cái hit là cái lườn. Tôi ấn Ctrl vào đây.
các bạn nhìn thấy hip của con này là một cái màu đen. Thì bây giờ ta cũng cho con mèo này biến thành màu xanh. Cái mèo lúc này có màu xanh rồi, đúng không? Rồi các bạn chọn đến cái màu mắt. Màu xanh của con mèo. Ta ghi nó vào, ta cứ làm xong ta ghi nó vào đỡ nặng. Bây giờ ta vào nhá, bây giờ ta lại tiếp tục này. Phút là chỗ nào? Đấy, ở đấy một ít thôi được rồi. Ta tìm cái chỗ nào nó nhiều màu. Hít rồi. Ta về đầu nhá. Đầu ví dụ cái mũi tôi cho màu đỏ. Mũi tôi cho màu đỏ hẳn đi. Bây giờ các bạn cho cái mắt đấy. Mỗi một bộ mắt thì sẽ nhiều phần. Đây là con người đây màu đen thì bây giờ tôi cho màu đấy, để tôi nói này thì các bạn hiểu là chúng ta có thể đấy màu đỏ rồi. Đúng không? Ta bôi một ít trắng ở chỗ này. Bôi một ít trắng ở chỗ này nhé. Các bạn bôi lên. Bạn cho chỗ này. Đó. Ok xong. Rồi các bạn xem là cái lòng trắng ở chỗ nào. Nó xung quanh này. Đấy là cái viền của phần trắng. Rồi chúng ta có thể chọn cho nó. Ví dụ ta có thể tô. Đây là phần màu trắng. Đấy, con mèo đã thay đổi đúng không? Các bạn nhìn thấy không? Ok, một con mèo rất là hay. Bây giờ trong phần hip. Hip bây giờ thợ tôi mới làm một cái việc nữa là phần hip này bây giờ tôi dùng con tẩy tôi xóa hip đi. Đấy, các bạn nhìn. Tôi xóa bớt cái lưng của nó đi. Ok. Đó, tôi cho opacity. Bụng nó hơi béo ra thì cho nó một màu gầy mình hơi béo. Bạn có thể vẽ thêm lông nhất miễn là trong phần hip là được. Còn chân D thì các bạn thôi chọn. Bây giờ các bạn có thể xóa tiếp cái này. Đó. Con mèo bây giờ nó gầy hơn rồi.
mèo nó gầy hơn. Đấy, rồi bây giờ chúng ta xem trên này nhé, chúng ta nhìn thấy này. Chân thì các bạn sửa thoải mái, các bạn chọn bộ phận chân. Rồi foot ở đây, các bạn nhấp đôi vào đây, các bạn thấy foot ở chỗ này. Lờ foot thì nó ở đâu đấy thì các bạn có thể lên đây. Đây là bốn cái chân. Rồi các bạn có thể vào đây, foot bên này là bộ phận này. Đấy, các bạn muốn cho nó màu, con này nó màu màu nào đó thì các bạn định nghĩa vào đây, cho nó một cái màu vào đây. Các bạn có thể tô màu cho nó bằng cách các bạn nhấp vào phút. Các bạn phóng to lên, các bạn tô chân. Đấy, chân nó màu tím. Đó. Chân con này bây giờ nó sẽ mang một màu tím. Ok, rất là ngon đúng không? Rất là nhanh. Các bạn biến đổi con này đi khác với con khác. Đây là xin ghép. Bây giờ chúng ta sang bên này, chúng ta lại tiếp tục với chân này. Chúng ta nhấp control, nhấp vào lớp. Đấy. Rồi các bạn lại tô một con chân khác. Miễn là trong vùng này nó không ra vùng khác được. Đấy, rất là dễ đúng không các bạn? Đấy. Rồi, bây giờ các bạn tiếp tục tô cho chân khác. Rồi, chân đấy thôi. Rồi. À, cái chân này là bị sai ở cái chỗ này. Bây giờ tôi phải dùng con tẩy tôi xóa cái chân này đi. Trừ cho cái phần này. Đấy, tôi xóa cho nó đi. Tôi thay nhầm chân. Rồi bây giờ chúng ta thử ghi con này vào xem nó có đúng không nhá. Rồi các bạn ghi vào này, save. Đó. Save vào. Rồi bây giờ các bạn bật con này lên, bật chương trình này lên. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy là một con mèo đã thay thay đổi. Rồi các bạn ấn nút này trở về chế độ state. Các bạn đợi nó quay trở về và các bạn sẽ được một cái con mèo. Và các bạn nhìn thấy là đây con mèo được thay thay hình đổi dạng đúng không? Rồi bây giờ các bạn sẽ cho nó chơi nhá.
Mèo có bạn với cái mắt tím đặc thay, chân tím và người tím. Thế là các bạn đã biết cách làm nhân vật rồi. Các bạn nhớ theo dõi phần sau, thì phần sau tôi sẽ hướng các bạn điều khiển camera, background rồi nền vân vân. Thì phần mềm này là một phần mềm rất là hay. Bài hôm nay tôi dạy đến đây nhé. Các bạn nhìn thấy là mắt con mèo đã thay đổi. Đấy. Đã thay đổi xong. Các bạn chú ý là chúng ta học kỹ để chúng ta tạo cái mối liên hệ giữa phần mềm và Photoshop để chúng ta làm nhân vật hoạt hình. Đấy. Chúc các bạn may mắn, ở chỗ này là tôi do vết lúc nãy tôi làm, đúng không? Đấy, một máy tính khỏe thì làm được rất là nhiều phim. Máy tính chậm thì làm rất là lâu. Các bạn chú ý như thế nhé. Bạn nhớ mua máy tính thật ngon. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.